đạo hàm và hệ số co giãn. Thì chúng ta xét một cái hàm số y bằng fx, và ở đây đó là xy là các cái biến kinh tế. Thì giả sử chúng ta có một cái điểm x0, nó là điểm thuộc tập xác định của hàm số, thì lúc đó chúng ta cái giá trị chúng ta ký hiệu là epsilon, epsilon y x tại điểm x0. Đó. Thì cái giá trị này nó tính bằng công thức là đạo hàm của hàm số tại điểm x0 rồi chia cho giá trị của hàm số tại điểm x0 rồi sau đó nhân với x0. Thì cái giá trị này nó được gọi là hệ số co giãn của y theo x tại điểm x0. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ ký hiệu như thế này. Các em thấy chữ epsilon nè, mình hiểu đây hệ số co giãn nè. Nhưng mà mình ghi cái chữ y chữ x đây có nghĩa là gì? Hệ số co giãn này là của y theo x, tức là khi x nó thay đổi thì y nó sẽ co giãn theo đó bao nhiêu. Đó. Ý nghĩa của cái hệ số này là như thế này, tức là tại cái điểm x0 á, tại cái điểm x0 cố định lên chỗ này này, cố định lên x0 rồi sau đó mình cho cái biến x nó thay đổi từ x0, mà nó thay đổi lên x0 cộng 1% của x0, tức là nó thay đổi 1%, thì là cái giá trị của hàm số fx đó, nó sẽ thay đổi một lượng xấp xỉ bằng giá trị tuyệt đối của epsilon ix này phần trăm. Đó, thì đó là ý nghĩa của cái hệ số co giãn. Thì tiếp theo, nếu mà chúng ta áp dụng đối với một cái hàm cầu của một loại hàng hóa, thì hàm cầu là nó có dạng d bằng d db, thì mình hiểu ở đây hàm cầu này đó là nó cái lượng cầu sản phẩm theo cái giá sản phẩm, và cái công thức để mà tính hệ số co giãn của cầu theo giá là ta ghi epsilon db, epsilon db tức là hệ số co giãn, d là cầu, b là giá, hệ số co giãn của cầu theo giá tại cái điểm b0 nó sẽ bằng công thức là d phẩy b0, tức là cái hàm này mình đạo hàm xong rồi mình thế b0 vô, tức là đạo hàm của hàm d tại điểm b0 và chia cho giá trị của hàm d tại điểm b0. Thường ở b0 là một con số cố định ha, đấy, rồi nhân cho b0 thì mình gọi đây là hệ số co giãn của cầu theo giá. Thì ta áp dụng trong cái trường hợp mà cái hàm db là nó tính là chính là 6b trừ b bình phương, 6b trừ b bình phương, thì lúc này cái hệ số co giãn của cầu theo giá yêu cầu là tính cái hệ số co giãn của cầu theo giá tại mức giá b0 bằng 5 và giải thích ý nghĩa kết quả nhận được. Rồi cũng tại mức giá đó, nếu mà giá tăng 3% thì cầu sẽ giảm như thế nào. Thì trước tiên là để áp dụng cái công thức này đó, thì chúng ta phải tính là cái db0, db0 tức là d5, tức là cái hàm này mình thế b bằng 5 vô, không thế b bằng 5 vô thì nó sẽ bằng 6 nhân 5, cái này là 6b mà b bằng 5 vậy là 6 nhân 5, rồi trừ b bình phương tức là trừ 5 bình phương, thì cái giá trị này nó sẽ bằng 5. Cũng trong công thức này thì mình cần tính thêm là d phẩy b không, thì d phẩy b không của mình đó, đầu tiên mình tính d phẩy b tức là đạo hàm của hàm d này theo biến b nè, tùy ý nè, thì b là 6b đạo hàm thì bằng 6 và b bình phương là đạo hàm bằng trừ 2b, này là trừ b bình phương ha, thì đạo hàm bằng trừ 2b, và như vậy thì mình tính d phẩy b không tức là cái chỗ nào vị trí của b mình thay bằng b không, mà b0 nó bằng 5 cho nên mình ghi d,5, và d,5 của mình đó thì nó sẽ bằng 6 trừ 2 nhân 5 đó, 6 trừ 2 nhân 5 tại d,b là bằng 6 trừ 2 nhân b, vì d,5 này nó bằng 6 trừ 2 nhân 5 đó, thì nó bằng trừ 4, và như vậy thì mình sẽ gắn vô công thức này mình sẽ tính được cái hệ số co giãn của cầu theo giá, tức là epsilon db tại điểm số 5 bằng d,5
chia cho D5 và tất cả nhân cho 5. Đó, thì D·5 là bằng -4 ở trên mình tính rồi nè. Đó, rồi D5 là bằng D5 là bằng 5 luôn. Số 5 B0 bằng 5 mình thế vô. Đấy, vậy thì mình tính ra thì cái số này nó bằng -4. Và mình sẽ nêu ý nghĩa của nó như thế này. Có nghĩa là tại mức giá B0 bằng 5, nếu giá tăng 1% thì cầu nó sẽ giảm 4%. Cái số 4 này có nghĩa là 4%. Thì còn nếu mà giá mà nó tăng 3% thì cầu nó sẽ giảm xấp xỉ là 3 × 4%, tức là 12%. Thì một cái điều nữa là các em phải ghi thêm cái chữ xấp xỉ chỗ này, tại vì cái này là công thức tính gần đúng. Xấp xỉ 4%. Thì cũng cái ví dụ này, nếu mà thầy sửa lại mức giá coi như bài tập, tức là nếu mà thầy sửa lại là nếu B0 bằng bằng 4, nếu B0 bằng 4, tức là nếu như thầy sửa là B0 bằng 4 như thế này, thì cái hệ số co giãn này bằng bao nhiêu? Hệ số co giãn của cầu theo giá tại điểm số 4 này bằng bao nhiêu? Coi như bài tập ha, chúng ta làm thử ha.